Anh nghĩ như thế nào về sự sâu sắc? Sâu sắc được thể hiện qua cái cách như thế nào? Trước khi em trả lời, em chưa hiểu rõ về sâu sắc. Sâu sắc? Sâu sắc. Anh cũng chưa hiểu. Không thấy bằng miệng. Sâu sắc, sắc có nghĩa là... Thôi nói đi. Gọi là sâu sắc đó. Sâu sắc đó. Đó, sâu sắc là người ta chưa nói mình đã hiểu đó. Từ cái nhỏ nhất cũng hiểu. Nhỏ nhất cũng hiểu. Đôi khi là mình chỉ cần mình lặng người đi, người ta cũng đã hiểu mình đang muốn cái gì. Hiểu rồi.